Em xin chào các bác, đây em quay con thứ hai. Con này là cũng của hát ọp đây. Đấy. Các bác mà đã xem các kênh của anh em bên Nhật ấy, thì người ta cũng em xem là em che cái giá. Đâu. Con này là bô Shaolin Mobile. Hết. Con này thì nó chỉ có thân máy và sạc. Con này thì kết nối được Bluetooth, có pin, có kết nối jack 3.5 ở phía đằng sau nữa. Tất cả những cái đồ phụ kiện thì là đều là một bên nước thứ ba sản xuất. Con này không biết là made in Mexico. Con này là Wireless Canada. À đây, made in Mexico. Made in Mexico đây. Made in Mexico. Nó để này, nó sẽ để như này. Con này em sẽ đép lại sau. Hàng về đấy. Em xin cảm ơn tất cả các bạn.